Đó, thì hôm nay Phụng có chia sẻ cho cả nhà chúng ta trong vòng khoảng chừng là 10 phút thôi về cái phần này. Đó chính là một cái giải pháp quản lý tiêu dùng thông minh, được gọi là nhà tiêu dùng. Đó, thì hầu như hồi xưa giờ là mình chỉ nghe cái từ ngữ đó là người tiêu dùng thôi, nhưng mà hôm nay á, mình sẽ nghe một cái khái niệm mới, đó là cái khái niệm nhà tiêu dùng cả nhà. Đó, và cái khái niệm này nó sẽ giúp cho mình đó, là biết cái cách để mình có thể quản lý được cái chi tiêu trong gia đình của mình. Đó, thì cả nhà hình dung thế này nè, trong cuộc sống của mình đó, thì có phải là gì là mình sống bao nhiêu năm thì mình đều phải sử dụng tất cả những cái mặt hàng mà Phụng, trên cái hình ảnh mà Phụng chiếu cho anh chị xem. Có phải là mỗi ngày gia đình của mình á, là đều phải tốn tiền cho cái việc đánh răng, tắm, gội đầu, rửa mặt, lau nhà, rửa chén, giặt đồ và ăn sáng. Vậy thì có phải là gia đình chúng ta đều phải tốn cái tiền cho những cái mặt hàng này không cả nhà? Đó, chúng ta đều phải tốn chi phí cho mặt hàng này. Và ít khi nào mà chúng ta suy nghĩ tới cái việc đó là chúng ta quản lý cái gì, những cái chi tiêu này. Đúng không? Và có ai mà hiện tại đang quản lý cái chi tiêu này không cả nhà? Hầu như là không có ai để ý tới việc quản lý đó. Bởi vì sao? Bởi vì đôi khi chúng ta suy nghĩ rằng là cái việc quản lý những cái chi tiêu này nè, không có cần quản lý bởi vì nó rất là nhỏ. Đúng không? Và khi chúng ta không có tính toán, chúng ta không có nghĩ rằng nó lớn, cho nên chúng ta bỏ qua. Nhưng mà chính những cái chi tiêu này nè, nó làm cho chúng ta phải mất vất vả rất là nhiều năm. Đó. Thì hầu như chúng ta không có quản lý những chi tiêu này. Và ở trong cái ngôi nhà của mình á, trong cái ngôi nhà của chúng ta thì có rất nhiều mặt hàng tiêu dùng mà chúng ta cần phải tốn tiền mỗi tháng, đúng không? Phòng khách chúng ta cũng phải tốn tiền như nước lau nhà, nước lau chùi nhà, cửa kiếng này nọ vân vân. Rồi phòng ngủ chúng ta cũng phải tốn tiền, đúng không? Rồi phòng bếp chúng ta cũng phải tốn tiền như là rửa chén, lau bếp, đúng không? Lau chùi nhà cửa, rồi giặt đồ. Rồi phòng tắm mình cũng phải tốn tiền. Vậy thì mình đã tốn tiền bao nhiêu năm rồi? Có thể là chúng ta tốn tiền 10 năm, 20 năm, thậm chí là 30-40 năm rồi. Đó, nhưng mà hầu như không bao giờ chúng ta có một cái khái niệm đó chính là gì? Là chúng ta quản lý cái chi tiêu này. Bởi vì thế sao? Là chúng ta tốn tiền là tiền nó sẽ ra đi mãi mãi, đúng không cả nhà? Và có một cái sự thật á, là gì ạ? Một cái thống kê là cứ mỗi một cái gia đình như vậy á, mà chi tiêu á, một tháng 3 triệu, trung bình là một ngày mình đánh răng, rửa mặt, lau nhà, rửa chén, giặt đồ, ăn uống, đúng không? 3 triệu. Thì một năm như vậy á, là mình đã xài mất hết 36 triệu. Và 10 năm là mình xài mất hết 360 triệu. Và nếu như mình tính ra 60 năm đó cả nhà, thì mình đã xài mất hết 2 tỷ mốt. Rồi nó bằng cả một căn nhà luôn. Và khi chúng ta không có tính thì chúng ta thấy nó rất là nhỏ, đúng không? Đôi lúc chúng ta không quản lý. Không quản lý có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mình xài kem răng hết á, thì mình mua thôi, đúng không ạ? Chứ mình đâu có suy nghĩ, đúng không ạ? Mình rửa chén hết thì mình mua thôi, mình giặt đồ hết thì mình mua. Có nghĩa là gì? Là mình xài hết thì mình phải mua. Và mình không quản lý đó. Cho nên là gì? Khi chúng ta tính toán ra, chúng ta thấy là cái chi phí này nó quá lớn luôn. Nhưng khi chúng ta không quản lý thì nó sẽ tiêu hết tiền của mình. Nó tiêu hết cả một ngôi nhà luôn, cả nhà thấy không ạ? Cho nên là gì? Cho nên ngày hôm nay cũng chia sẻ cả nhà chúng ta có một cái giải pháp, đó chính là giải pháp nhà tiêu dùng. Chúng ta trở thành nhà tiêu dùng để nó giúp cho chúng ta quản lý cái chi tiêu này. Và khi chúng ta biết cái cách quản lý cái chi tiêu này thì chúng ta sẽ có cái cơ hội, thậm chí là chúng ta có thể là gì? Là xài không tốn tiền. Chúng ta có thể là xài miễn phí luôn. Và thậm chí là chúng ta có thể biến cái chi tiêu này thành cái cơ hội để tăng thu nhập luôn, cả nhà ha. Rồi vậy thì cái cách quản lý nó như thế nào thì bây giờ cũng chia sẻ cả nhà. Rất là đơn giản, đó là gì ạ? Đó là cả nhà chúng ta hãy tham gia và hãy trở thành nhà tiêu dùng. Và khi mọi người chúng ta trở thành nhà tiêu dùng thì tất cả anh chị chúng ta sẽ sẽ biết cái cách để quản lý chi tiêu của mình. Và có cái câu nói rất là hay mà hôm nay cũng chia sẻ cả nhà mình học được từ thầy cô, từ những người rất thành công. Đó là gì ạ? Là khi bạn trở thành nhà tiêu dùng của Amway thì bạn tiêu tiền vốn dĩ bạn phải tiêu. Nhưng mà ngày hôm nay bạn có thể kiếm được tiền vốn dĩ mà không bao giờ bạn kiếm lại được. Có nghĩa là sao ạ? Có nghĩa là ngày hôm nay mình tiêu tiền á, những cái chi phí trong nhà của mình là bắt buộc phải tiêu. Đánh răng là bắt buộc, đúng không? Rửa chén, lau nhà, giặt đồ, những cái chi phí đó là bắt buộc mình phải xài. Nhưng mà hầu như mình xài mấy chục năm là không bao giờ mình kiếm được tiền, hoặc là thậm chí là mình không thể nào tiết kiệm. Có anh chị nào chúng ta hết kem đánh răng mà chúng ta nói là chúng ta tiết kiệm, chúng ta không mua kem đánh răng nữa không ạ? Hầu như là không, đúng không cả nhà? Cho nên là gì? Cho nên là mình tiêu tiền vốn dĩ phải tiêu. Nhưng ngày hôm nay mình sẽ có cơ hội là kiếm tiền vốn dĩ mà không bao giờ mình kiếm được, thông qua việc đó là mình trở thành nhà tiêu dùng, đúng không ạ? Rồi vậy thì nhà tiêu dùng nó rất là hay. Nhưng mà trước khi chúng ta phải phân biệt là gì? Chúng ta cần phải phân biệt giữa người tiêu dùng và nhà tiêu dùng nó có gì khác nhau. Đó, thì có phải là trước giờ hầu như chúng ta đều là người tiêu dùng, đúng không cả nhà? Chúng ta đều là người tiêu dùng, đúng không ạ? Từ đời ông, đời bà, đời cha, đời mẹ cho tới đời mình thì tất cả mọi người đều là người tiêu dùng hết. Vậy thì ngày hôm nay là gì? Là chúng ta là người tiêu dùng, là cái người cuối cùng nè. Cả nhà thấy cái hình ảnh đó mà. Đó, cái người đứng cuối cùng nè, cầm cái giỏ đó, cái xe đi chợ đó. Thì gia đình chúng ta là người tiêu dùng. Vậy thì mình sẽ đi mua các vật dụng ở đâu ạ? Cả nhà chúng ta đi mua ở đâu ạ? Có phải là chúng ta sẽ đi mua ở những cửa hàng bán lẻ, đúng không ạ? Chúng ta đi siêu thị chính là cửa hàng bán lẻ, chúng ta đi chợ chính là cửa hàng bán lẻ đó. Và khi chúng ta đi đến cửa hàng bán lẻ chúng ta mua thì đồng nghĩa chúng ta phải trả cho một khâu trung gian rất là dài đó, chúng ta phải trả cho cả một cái khâu trung gian luôn. Và cả nhà biết không ạ, cái khâu trung gian là gì ạ? Như là bán lẻ phải mua ông bán sĩ phải mua ông đại lý phải mua tổng đại lý, thì cái khâu trung gian này nè nó đã làm cho mình đã mất đi 50% chi phí, đúng không ạ? Nhà sản xuất á, họ sản xuất ra sản phẩm á, họ sẽ chỉ có lợi nhuận khoảng 40-50% thôi, nhưng mà thông qua cái khâu trung gian này nè nó phải tốn tiền quảng cáo, tốn tiền mặt bằng, tốn tiền gọi là gì ạ? Cái trung tâm thương mại, đúng không ạ? Tốn tiền mở siêu thị, tốn tiền rất là nhiều, cho nên nó đội giá sản phẩm lên. Và khi bạn là người tiêu dùng thì bạn phải chịu 100% giá thành sản phẩm, thậm chí là hơn 100%. Đó, các nhà thấy chưa? Nhưng ngày hôm nay khi chúng ta trở thành nhà tiêu dùng, chúng ta sẽ được cái lợi gì? Đó. Và ngày hôm nay chúng ta có cái khái niệm mới, đó chính là chúng ta trở thành nhà tiêu dùng. Và khi anh chị tham gia để là gì? Làm nhà tiêu dùng, thì anh chị sẽ không còn phải tốn 50% chi phí này nữa. Mình không phải tốn cái 50% chi phí này nữa. Và chúng ta sẽ có, thứ nhất đó là chúng ta sẽ được mua cái sản phẩm trực tiếp từ nhà sản xuất của cái siêu thị luôn. Đó. Thì hiện nay cái siêu thị mà đang mở cái cơ hội nhà tiêu dùng này chính là cái siêu thị Amway. Đó. Và khi anh chị mở cái thẻ nhà tiêu dùng là mở miễn phí, nhưng mà anh chị sẽ có cơ hội mua thẳng sản phẩm từ nhà sản xuất luôn, được không ạ? Để chúng ta được xài giá gốc. Và cái thứ hai đó là gì ạ? Là cái siêu thị này, là cái phương thức nhà tiêu dùng này là gì ạ? Cắt bỏ cái khâu trung gian, chúng ta sẽ không phải tốn 50% chi phí trung gian nữa, đúng không ạ? Cho nên anh chị thấy đó gì ạ? Là cái siêu thị sản phẩm Amway rất là tốt 60 năm rồi nhưng mà hầu như không thấy quảng cáo. Đó. Bởi vì sao? Bởi vì bên cái siêu thị này họ muốn làm là sản phẩm chất lượng và muốn bán thẳng cho người tiêu dùng. Rồi cái điều thứ ba đó là gì ạ? Là 50% chi phí mà thay vì trước đây phải trả cho trung gian, thì bây giờ cái siêu thị Amway họ sẽ trả cho nhà tiêu dùng. Có nghĩa rằng khi anh chị đăng ký làm nhà tiêu dùng thì 50% chi phí này nó sẽ thuộc về các anh chị. Đó. Vậy cho ông hỏi các anh chị là gì? Là ngày hôm nay chúng ta cùng nhau nghe cái thuật ngữ mới, một cái khái niệm mới, đó là nhà tiêu dùng. Thì anh chị thích trở thành người tiêu dùng hơn hay là anh chị thích trở thành nhà tiêu dùng hơn? Đó, bao nhiêu chị em khán phòng ngày hôm nay mình thích trở thành nhà tiêu dùng ạ? Có thể cùng nhau comment số 1 được không ạ? Anh chị có thích xài cái nước rửa chén mà đến tận nhà máy mua không? Anh chị có thích xài cái kem đánh răng mà đến tận nhà máy mua không ạ? Phụng rất thích cái điều này các anh chị. Và khi mà Phụng bắt đầu tham gia vào cái siêu thị này, mình mở ngay cho mình cái thẻ để mình trở thành nhà tiêu dùng. Đầu tiên là mình tiêu dùng tiết kiệm trước đã. Đó. Và ngày xưa anh chị biết không, khi Phụng hiểu cái gì cái thẻ tiêu dùng nhà tiêu dùng này nè, là mình mở ngay và mình sử dụng sản phẩm cho gia đình của mình. Ok, rất là nhiều anh chị bình luận là rất thích trở thành nhà tiêu dùng, đúng không ạ? Chắc chắn luôn, đúng không ạ? Ai cũng thích làm nhà tiêu dùng với các anh chị, đúng không ạ? Rồi, nhưng mà ngày hôm nay anh chị biết không, khi chúng ta làm nhà tiêu dùng thì ngoài cái việc mà chúng ta được tiêu dùng tiết kiệm, chúng ta được tiêu dùng trực tiếp từ nhà sản xuất, thì chúng ta còn có một cái gì một cái cơ hội, đó chính là gì? Là lấy lại được 50% chi phí. Vậy thì bằng cách nào? Bằng cách nào? Rất là đơn giản. Đó là anh chị hãy mở cho mình cái thẻ nhà tiêu dùng. Đó, và hãy liên hệ với cái người bạn của các anh chị, mời anh chị vào trong buổi tối hôm nay để mà được mở cái thẻ nhà tiêu dùng của siêu thị Amway, và mở miễn phí cả nhà nha. Đăng ký là miễn phí. Và hiện nay trong cái siêu thị Amway họ đã cấp cho tất cả mọi người một cái đường link để mình có thể chia sẻ cái đường link đó cho tất cả những người tiêu dùng, và cả nhà có thể tự mình đăng ký tại nhà luôn, đúng không ạ? Tự mình đăng ký thông tin vào trong cái hệ thống siêu thị của Amway là anh chị có cơ hội mở cái thẻ nhà tiêu dùng. Đó. Và khi anh chị mở cái thẻ nhà tiêu dùng thì chia sẻ cho anh chị một cái điều rất tuyệt vời, đó chính là gì ạ? Anh chị sẽ có cơ hội được mua những mặt hàng tiêu dùng trên chính cái cửa hàng của mình. Trên chính cái cửa hàng của mình. Đó. Mua những cái sản phẩm tiêu dùng bằng giá gốc. Anh chị tưởng tượng nè, ngày hôm nay mình được có cái thẻ nhà tiêu dùng, mình mua sản phẩm giá gốc thì có phải là mình đang mua trên cái cửa hàng của mình không ạ? Đúng không ạ? Mình đang mua sản phẩm trên cái cửa hàng của mình. Anh chị có thể bình luận cái cung chat, đó chính là gì? Là mua với chính mình hay là mua chính từ cửa hàng của mình. Anh chị nhớ nha, chúng ta mua ở cái cửa hàng siêu thị là chúng ta phải tốn tiền 100%, nhưng mà anh chị mua trên cái thẻ nhà tiêu dùng của các anh chị thì anh chị chỉ tốn cái gì ạ? Chỉ có 50% mà thôi. Được không ạ? Vậy thì có phải là chúng ta đang mua trên chính cửa hàng của mình không ạ? đó. Và đây là cái điều rất tuyệt vời từ cái thẻ nhà tiêu dùng. Và khi anh chị mở thẻ nhà tiêu dùng thì chính anh chị sẽ quản lý được cái tiêu dùng thông minh của chính mình, gia đình của mình, được không các chị? Anh chị nghe tới đây anh chị có thích cái thẻ nhà tiêu dùng không ạ? Đó. Và hiện nay được cấp miễn phí các anh chị ha. Rồi. Và tiếp theo muốn chia sẻ các nhà một điều nữa là gì? Là để anh chị trở thành nhà tiêu dùng thì trước hết anh chị rất là đơn giản là gì? Đăng ký mở cái thẻ và sau đó anh chị thay đổi những cái thương hiệu tiêu dùng từ ở bên ngoài mà trước đây anh chị mua. Bây giờ anh chị thay đổi sang siêu thị của Amway để được mua được xài giá gốc. Và đặc biệt là gì? Cái siêu thị của Amway là cái siêu thị mà đang cung cấp tới 7.000 sản phẩm, chất lượng là của Mỹ. Và khi anh chị sử dụng á, là anh chị được là gì? Thứ nhất, nó có 3 cái giá trị rất thích từ sản phẩm Amway. Một á, là đây là sản phẩm chất lượng cao. Hai á, là sản phẩm bảo vệ cái sức khỏe của mình. Đó, từ chai nước rửa chén, kem đánh răng, dầu đầu lau nhà đều là sinh học, đều là hữu cơ, bảo vệ sức khỏe của các anh chị và gia đình của chúng ta. Và thứ ba đó là chúng ta bảo vệ luôn môi trường luôn các anh chị ha. Và sau phần của Phụng, các anh chị chúng ta sẽ được gì? Được xem sản phẩm, được thử sản phẩm, được coi trải nghiệm thực tế luôn. Rồi. Và khi chúng ta sử dụng tốt thì cho hỏi anh chị nè, anh chị thấy cái quyền lợi nhà tiêu dùng này tốt, anh chị có muốn chia sẻ không ạ? Anh chị có muốn giúp cho người khác được trở thành nhà tiêu dùng giống mình không? Đó. Và anh chị biết không? Và chỉ cần anh chị là gì? Hãy chia sẻ cái lòng tốt của mình ra bằng cách là mình kết nối và mình chỉ cho nhiều người họ hiểu cái giải pháp nhà tiêu dùng này. Thì lúc này các anh chị sẽ có cái cơ hội đó chính là tiêu dùng không tốn tiền nữa. Đó, là anh chị sẽ quản lý được chi tiêu của các anh chị. Được không ạ? Rồi. Và hiện nay anh chị biết không ạ? Siêu thị của Amway là bán tất cả các sản phẩm mà trong ngôi nhà chúng ta cần. Đó, ví dụ như là phòng khách, anh chị cần lau nhà thì có LOC. Đó, nước lau đa năng Amway. Anh chị muốn lau bếp, lau bàn ghế, lau tủ kiến có LOC. Ở phòng bếp, anh chị lau bếp, lau nhà, đúng không ạ? Thì có LOC, anh chị rửa chén thì có Diffrub, đúng không ạ? Anh chị giặt đồ thì có nước giặt đồ Amway. Nhà tắm thì chúng ta có sữa rửa mặt Amway, đúng không ạ? Đánh răng Amway, nó nghĩa là tất cả sản phẩm này trong siêu thị Amway đều có bán hết. Đó, và bây giờ anh chị chuyển đổi sang siêu thị Amway, anh chị có thẻ nhà tiêu dùng thì anh chị đang mua sản phẩm trên chính cửa hàng của anh chị. Được không ạ? Rồi. Và đảm bảo luôn 100% là hài lòng. Tại vì sao? Tại vì ở siêu thị Amway có một cái chế độ rất tuyệt vời. Đó là gì ạ? Là đổi trả sản phẩm nếu như xài hay không tốt. Anh chị thấy tuyệt vời không ạ? Một cái siêu thị 60 năm rồi, cam kết về chất lượng luôn. Anh chị mua sản phẩm về xài mà không tốt như siêu thị đã nói, anh chị đem đến anh chị trả hàng lại, siêu thị trả tiền cho mình. Anh chị thấy được cái siêu thị mà người ta có cái cam kết như vậy có tuyệt vời không ạ? Rất là tuyệt vời. Đó. Nhưng mà anh chị biết không, Phụng tham gia 10 năm nay rồi. Phụng chia sẻ cái này cho rất là nhiều người tiêu dùng mà hầu như chưa có ai mà không hài lòng hết. Chưa có ai mà không thích chai nước rửa chén Amway hết. Đó, chưa có ai mà không thích sản phẩm hữu cơ của Amway hết các anh chị. Rất là tuyệt vời. Mà khi mà đã xài đúng rồi thì hầu như chỉ có thích thôi, chỉ có mê, chỉ có ghiền thôi, đúng không ạ? Đó. Càng xài càng khỏe, càng xài càng đẹp, đúng không ạ? Càng xài thì sao ạ? Thì cái sức khỏe gia đình mình càng tốt. Đó. Rồi. Và đây là những cái quyền lợi sơ lược mà Phụng chia sẻ cả nhà khi cả nhà chúng ta đăng ký làm nhà tiêu dùng. Đầu tiên đó là anh chị sẽ có cơ hội được xài giá sỉ, tiết kiệm được 10%, đúng không ạ? Nếu như anh chị không có cái thẻ nhà tiêu dùng thì anh chị sẽ mua giá lẻ là 1 triệu. Nhưng mà anh chị có cái thẻ, anh chị chỉ còn mua giá trực tiếp 900.000. Và anh chị nhớ nha, mua thẳng từ siêu thị Amway, chứ anh chị không cần mua thông qua ai cả. Được không ạ? Và công ty giao thẳng về nhà cho các anh chị luôn. Đó. Và nếu như gia đình mình xài 3 triệu, thì có phải là mình tiết kiệm được 300.000 không ạ? Đó. Cũng có rất nhiều những cái người bạn, một gia đình một tháng xài cả chục triệu luôn. Nhưng mà khi làm cái thẻ nhà tiêu dùng thì họ tiết kiệm được cả triệu mỗi tháng cả nhà. Tuyệt vời không ạ? Rồi, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Rồi, cái điều thứ hai, đó là gì ạ? Ngoài việc chúng ta tiết kiệm ra thì khi anh chị tham gia trở thành nhà tiêu dùng, anh chị sẽ có cái cơ hội đó là gì ạ? Lấy lại cái chi phí tiêu dùng mình mỗi tháng. Ví dụ ngày hôm nay một gia đình anh chị một tháng anh chị chi tiêu là 3 triệu. Nhưng nếu như anh chị giúp cho 10 người họ hiểu cái giải pháp nhà tiêu dùng này và họ 10 cái gia đình này, anh chị thấy cái bàn tròn có 10 gia đình không ạ? Đó, mình có 10 người bạn, có 10 gia đình. Và cũng tin chắc là trong khán phòng này ai cũng có quen hơn 10 người chứ, đúng không? Thậm chí quen mấy trăm người luôn. Nhưng Phụng ví dụ chỉ cần anh chị kể cái này cho khoảng 10 người thôi, đúng không ạ? 10 gia đình họ hiểu và chỉ cho người ta cái thẻ để người ta mở cái thẻ làm nhà tiêu dùng giống như mình. Thì lúc này anh chị sẽ có cơ hội xài miễn phí, đúng không ạ? Nếu như gia đình anh chị xài một tháng 3 triệu mà anh chỉ cho 10 người mà 10 người này cũng xài 3 triệu thì anh chị sẽ có cơ hội xài miễn phí, không phải tốn tiền nữa, đúng không ạ? Và đây cho cả nhà xem nè, một cái bài minh họa cho cả nhà xem. Ví dụ như một gia đình mà họ một người đi, ví dụ chia sẻ cho 10 gia đình. và mình giúp cho 10 gia đình đã hiểu tất cả sản phẩm của tiêu dùng của Amway như là đánh răng, rửa mặt, lau nhà, sửa tắm, dầu gội, vân vân. Đó mà loại nào là ăn sáng nữa. Trong Amway hiện nay có bán dầu ăn và sắp tới sẽ có bán gạo cả nhà. Thì không phải là gì, là cái việc ăn uống của mình đó thì mình tiêu dùng ở Amway mình cũng tiết kiệm không ạ? Đó. Vậy thì Phục ví dụ cả nhà thấy nè, nếu như anh chị chia sẻ cho 10 gia đình và 10 gia đình đó họ hiểu hết 7.000 sản phẩm của Amway, mà mỗi một gia đình như vậy họ chỉ cần tiêu dùng 3 triệu thôi, thì siêu thị Amway sẽ tổng hợp cái doanh số tiêu dùng này lại. Đó, anh chị là người có công chia sẻ cho nên là gì, Amway sẽ tổng hợp cho anh chị. Thì tổng hợp lại 10 gia đình là được bao nhiêu ạ? Được 30 triệu. Thì siêu thị Amway sẽ gì ạ? Sẽ gửi cho anh chị cái phần gọi là phần chiết khấu, cái phần gọi là tiết kiệm thêm. Đó chính là 9% và được cộng thêm 1% cho những nhà tiêu dùng mới, là coi như là 10% đó cả nhà. Đó, vậy thì lúc này anh chị sẽ tiết kiệm được 3 triệu đồng. Đó, và cả nhà có nhớ lúc nãy Phục tính một cái bài toán không ạ? Một gia đình mà chi tiêu 3 triệu mà xài 60 năm, anh chị mất hết 2,1 tỷ là anh chị đã xài bay hết một căn nhà. Vậy ngày hôm nay khi mà anh chị trở thành nhà tiêu dùng, anh chị tiết kiệm được 3 triệu một tháng, thì có phải rằng anh chị đang tiết kiệm được 2,1 tỷ không ạ? Đúng không cả nhà? Có phải là anh chị đang tiết kiệm được một cái chi tiêu rất khổng lồ gia đình của chúng ta luôn. Đó, và con số là tuy nhìn nó nhỏ nhưng nó rất là lớn cả nhà ơi. Bởi vì cũng có rất nhiều những người bạn làm 9-10 năm nay nhưng mỗi tháng mà để dành được 3 triệu hầu như không có. Hầu như xài hết luôn, không có để dành được 3 triệu cả nhà. Nhưng mà khi hiểu về cái giải pháp nhà tiêu dùng, chỉ cần mình dùng tốt, mình chỉ cho 10 người dùng giống mình thì mình lại tiết kiệm được 3 triệu. Vậy cả nhà thấy tuyệt vời không ạ? Đó. Và với 3 triệu này nó giúp cho bạn được xài miễn phí hàng tháng. Đúng không? Vậy thì một tháng mình không mất 3 triệu thì 10 tháng thì mình sẽ tích trữ được 30 triệu. Đúng không ạ? Ở một năm mình sẽ tiết kiệm được 36 triệu và 10 năm là mình tiết kiệm được 360 triệu cả nhà. Trời ơi rất là lớn, đúng không ạ? Khi nghe đến đây không biết là cả nhà có thích cái nhà tiêu dùng không ạ? Đúng không ạ? Đó. Và cái việc của mình đó là gì ạ? Đơn giản là giúp cho 10 gia đình hiểu và xài tiết kiệm những sản phẩm Amway giống mình sẽ được xài miễn phí. Vậy thì các anh chị có thích cái nhà tiêu dùng không ạ? Đó. Ai mà thực sự thích cái nhà tiêu dùng rồi thì anh chị có thể để là một cái bình luận số 3, đó là trái tim được không các anh chị? Đó, hãy để bình luận nhiều số 3, nhiều số 3. Rồi. Đúng không? Và khi mà bạn trở thành nhà tiêu dùng và bạn biết cái cách gọi là gì? Quản lý cái chi tiêu, thì ngày hôm nay cái phương pháp quản lý chi tiêu nhà tiêu dùng của Amway sẽ giúp cho anh chị có cơ hội. Thứ nhất đó chính là vừa tiêu dùng miễn phí mà vừa kiếm được tiền. Đúng không? Và từ xưa đến bây giờ chưa bao giờ mà chúng ta nghe được một cái giải pháp có thể như là gì? Biến cái chi tiêu trong nhà thành thu nhập cả. Chưa bao giờ chúng ta nghe một cái cơ hội đó là gì? Là đánh răng mà kiếm được tiền, rửa chén mà kiếm được tiền, hoặc là lau nhà mà kiếm được tiền. Đúng không ạ? Đó, cho hỏi anh chị từ đời, có phải là gì, bản thân Phụng là gì, là từ đời ông bà cha mẹ của mình hầu như chưa bao giờ có cái khái niệm này. Đúng không ạ? Đi siêu thị mua đồ là tốn tiền thôi. Đúng không các anh chị? Nhưng mà chưa bao giờ mình có thể biến được tiền. Cho nên anh chị biết không, trước đây á, mình tiêu dùng mình không có gì vui vẻ cả. Nhưng mà bây giờ mình thay đổi sang Amway mình tiêu dùng á, thì mình thấy vui lắm. Tại vì mỗi lần mình đánh răng cả nhà là mình cảm giác là gì? Là rất là nhiều người đang đánh răng giống mình, là mình đang có tiền. Đúng không ạ? Đó. Đó. Chị Thanh đang uống canxi Amway. Chị Thanh khỏe, nhưng mà chị Thanh có một cái mạng lưới thẻ nhiều người đang uống canxi. Chị Thanh sẽ cảm giác là gì ạ? Trời ơi, uống canxi rất vui, bởi vì uống canxi khỏe mà lại có tiền. Đúng không ạ? Đó, mình tắm, sữa tắm Amway, mình cảm thấy rất là vui. Và lúc này mình nói gì? Mình tắm, mình cũng có tiền. Thì lúc này mình tắm sao ạ? Mình tắm mình sẽ hưởng thụ cái việc mình tắm. Đúng không cả nhà? Đấy, còn trước đây mình tắm mình đâu có để ý đâu. Bởi vì mình không có quản lý chi tiêu. Mình không có quản lý tiêu dùng. Đúng không ạ? Đó. Rồi ăn sáng thì sao ạ? Thì bây giờ mình có Happy Meal. Đúng không ạ? Mình ăn sáng với Happy Meal để mình làm cho sức khỏe mình tốt. Đó. Đó, mình uống vitamin C để mình tăng miễn dịch, mà mình chỉ cho 10 người tăng miễn dịch thì mình sao ạ? Mình uống vitamin C không tốn tiền. Vậy cả nhà thích điều này không ạ? Đó, ai mà thích để lại số 3 đi ạ. Hôm nay thực sự là Phụng rất là hưng phấn về cái phần chia sẻ này, bởi vì soạn ra và Phụng có in luôn cái tài liệu cho mọi người luôn. Rồi. Đó, và lúc nãy là gì ạ? Là cái giải pháp về nhà tiêu dùng đó, nó giúp mình tiết kiệm, giúp mình xài miễn phí. Vậy theo cả nhà nè, cả nhà có cái cơ hội xài miễn phí rồi. Cả nhà có muốn chỉ những người quen, người thân, bạn bè của mình cũng được xài miễn phí giống mình không? Cả nhà có muốn chỉ không? Đó, tại sao mình lại không chỉ? Đúng không ạ? Và cho cả nhà biết một thông tin Đó là khi mà chúng ta đi chia sẻ và giúp cho người ta hiểu về cái gì, cái giải pháp nhà tiêu dùng này, thì lúc này chúng ta có cái cơ hội tăng thu nhập rất là tốt. Và cho cả nhà thấy đây là cái bảng tích lũy tiêu dùng mà siêu thị Amway đã mở ra cho tất cả người tiêu dùng, cho tất cả nhà tiêu dùng. Khi anh chị đăng ký cái thẻ nhà tiêu dùng thì cái bảng chính sách này, cái bảng tích lũy này, bảng điểm thưởng này, siêu thị Amway dành cho các anh chị. Anh chị chia sẻ càng nhiều người biết tới cái thẻ nhà tiêu dùng, càng nhiều người hiểu sản phẩm, càng nhiều người xài, thì anh chị không những là gì là được xài miễn phí, mà anh chị còn có cơ hội có thu nhập rất tốt. Đúng không? Ví dụ anh chị nhìn cái số là 21%. Nếu như ngày hôm nay anh chị có một cái mạng lưới thẻ nhà tiêu dùng bên dưới mình, do mình giới thiệu ra, mà họ sử dụng rất nhiều sản phẩm và tổng hợp hết cái mạng lưới thẻ lại, mà được doanh số là 260 triệu, siêu thị Amway sẽ gửi cho anh chị 30 triệu cái tiền gọi là gì ạ? Là cái phí công mà anh chị đi giúp người khác. Anh chị có thích không ạ? Đó, anh chị có thích điều này không ạ? Đó, vậy thì bạn có thích nhà tiêu dùng không ạ? Đó, thì cái việc mà anh chị muốn đạt được bao nhiêu ở trong cái bảng này do cái việc mà anh chị nỗ lực chia sẻ. Đúng không ạ? Chia sẻ càng nhiều thì sẽ càng tích lũy. Đó. Và chỉ cho anh chị một cái cách để mà anh chị có thể đạt 21% luôn, rất là đơn giản. Anh chị còn nhớ không ạ? Chỉ cần là gì ạ? Anh chị chỉ cho 10 nhà tiêu dùng ở bên dưới anh chị cái cách để giúp cho họ xài miễn phí là anh chị lên 21%. Được không ạ? Đó, anh chị đã xài miễn phí rồi, anh chị giúp cho 10 người hiểu cái cách xài miễn phí giống mình. Đúng không ạ? Vậy thì 10 người đó họ sẽ có quen 10 người bạn của họ, và họ chỉ cần đi chia sẻ thôi. Đúng không ạ? Họ đánh răng rửa chén, đúng không ạ? Rửa mặt, lau nhà, giặt đồ, tắm, ăn sáng, và sau này họ chỉ cần chia sẻ cho những người xung quanh. Nếu như họ muốn được xài miễn phí thì họ phải chia sẻ. Còn nếu mà họ muốn xài miễn phí, muốn xài giá sỉ thì cứ làm thẻ xài giá sỉ rồi. Đúng không ạ? Ai muốn xài miễn phí thì cứ nỗ lực chia sẻ. Được không ạ? Vậy thì nếu như 10 người mà chỉ cần là giúp cho họ phát triển ra cái hệ thống thẻ nhà tiêu dùng bên dưới, thì lúc này anh chị có một cái mạng lưới tiêu dùng khoảng 100 thành viên. Tại vì 10 người mà mỗi người có 10 người bạn thì nó ra 100. Thì lúc này anh chị sẽ đạt 21%. Đó. Và anh chị đã biến được cái gì? Cái tiêu dùng trong nhà anh chị thành một cái cơ hội tạo ra một cái thu nhập thông minh để chúng ta thay đổi cuộc sống. Các anh chị. Vậy anh chị thấy cái phương án, cái giải pháp nhà tiêu dùng này có hay không ạ? Đó, vừa tiêu dùng chúng ta vừa thì kiếm được tiền. Đúng không ạ? Rồi, ok. Và đây là cái siêu thị của Amway. Và hiện nay tại Việt Nam chúng ta, siêu thị Amway đã đầu tư tại Việt Nam là 14 năm cả nhà. Mở một cái nhà máy ở Bình Dương để đặt cái vị trí sản xuất tại Việt Nam, đưa hết tất cả công nghệ của Mỹ về đây sản xuất. Đó, để sản xuất những sản phẩm chất lượng của Mỹ. Đó. Và mở những chuỗi siêu thị. Và trên thế giới thì Amway mở là gì? 750 cái đấy cả nhà. Việt Nam là mở được 10 mấy cái rồi. Và hiện nay là thời điểm mà gọi là dịch bệnh này nọ, cho nên tất cả sản phẩm của các siêu thị Amway để gửi thẳng về nhà luôn cho những nhà tiêu dùng và cho cả những cái những người tiêu dùng tiết kiệm. Đúng không? Và sản phẩm của Amway thì đảm bảo chất lượng, an toàn sức khỏe và bảo vệ môi trường đã 60 năm qua. Cho nên là rất là tốt cả nhà. Đúng không? Đầu tiên anh chị tham gia, anh chị sẽ có cơ hội xài hàng rất tốt. Đó, và nếu như anh chị thích, anh chị chỉ cần trải nghiệm thử. Đúng không? Anh chị hãy dùng thử những sản phẩm để mà anh chị có thể là gì? Cảm nhận sản phẩm giống như Phụng nói. Đó, và anh chị liên hệ với người bạn các chị, chắc chắn luôn bạn anh chị mời anh chị vào đây ngày hôm nay họ đang dùng rất nhiều sản phẩm này tốt rồi, họ mới muốn chia sẻ các anh chị. Đúng không? Thì những người bạn của các anh chị sẽ giúp cho anh chị tìm hiểu và trải nghiệm thực tế hơn. Rồi thì đó là gì? Là cái phần chia sẻ của Phụng ngày hôm nay về nhà tiêu dùng. Và rất là cảm ơn mọi người chúng ta đã lắng nghe. Và anh chị biết không, Phụng đã trở thành nhà tiêu dùng 21% rồi các anh chị. Chỉ sau có 2 năm rưỡi mà mình chia sẻ thôi. Đó, chỉ sau có 2 năm rưỡi mình chia sẻ thôi các anh chị, thì mình đã chấm dứt cái cuộc đời đi làm thuê, nhà hàng. Mình tham gia và mình phát triển trong vòng là khoảng là 2 năm thì mình đã nghỉ nhà hàng, bởi vì lúc đó cái thu nhập nhà tiêu dùng của mình đã đạt được là 15%. Mình đã có thu nhập 15 triệu, gấp 5 lần của nhà hàng của mình luôn. Và sau đó thì mình nghỉ nhà hàng, thì sau khoảng chừng là nửa năm kế tiếp là Phụng lên 21% và thu nhập gấp 10 lần cái công việc nhà hàng của Phụng các chị. Và thật sự luôn, Phụng rất là biết ơn cái người thầy của mình, chính là anh Trương Văn Bình. Đó là cái người đã chỉ cho mình cái cơ hội tuyệt vời này. Đó, mình hoàn toàn không có vốn gì cả, mình không có một cái gọi là địa vị xã hội, mình cũng không có bằng cấp gì cao hết các anh chị, mình chỉ là người đi làm thuê thôi. Mà thông qua cái giải pháp nhà tiêu dùng nó đã giúp cho cuộc đời mình thay đổi. Và bây giờ mình rất là tự do. mình rất là tự do, và mình cũng tin là tất cả anh chị ngày hôm nay cũng rất là thích, đó là gì, là có cái cơ hội để mình thay đổi cuộc sống. Vậy thì bắt đầu anh chị hãy trở thành nhà tiêu dùng thông minh trước đã, được không ạ? Rồi sau đó anh chị hãy tham gia Zoom vào những cái buổi tối để anh chị có thể là học hỏi thêm, giao lưu thêm. Chắc chắn 1 tới 3 năm tới anh chị có thể thay đổi cuộc sống thông qua cái gì, cái giải pháp nhà tiêu dùng này. Rồi cảm ơn các anh chị rất là nhiều, và đó là phần chia sẻ của Phụng, và chúc cho mọi người chúng ta sẽ gặt hái được nhiều những cái kết quả và luôn luôn có sức khỏe. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều lắng nghe phần của mình nha. Rồi